Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố tình hình hoạt động khai thác chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 10 2018. Trong đó đã có tổng cộng 2.550 chuyến bay bị chậm hủy chuyến trong tháng 10. Cụ thể, trong tháng 10 vừa qua, các hãng hàng không gồm có Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific và Vasco khai thác tổng cộng gần 23.000 chuyến. Số chuyến bay cất cánh đúng giờ chiếm tỷ lệ 89%, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2017. Bốn hãng hàng không của Việt Nam có tới 2.530 chuyến bay bị chậm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017. Lý do của việc chậm chuyến diễn ra theo phân tích của Cục Hàng không Việt Nam, chủ yếu là do tàu bay về muộn. Tiếp theo là những nguyên nhân xuất phát từ chính các hãng hàng không, các yếu tố quản lý điều hành bay, yếu tố trang thiết bị và dịch vụ tại cảng. Để tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt là dịp Tết Nguyên lịch và Tết Nguyên đáng năm 2019, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện ra soát, bố trí hợp lý nguồn lực tại các cảng hàng không.